Lượt trận đầu tiên vòng bảng World Cup nữ 2023 đã đi được 3/4 chặng đường. Tổng cộng 25 thủ môn đã có cơ hội thể hiện mình tại ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh. Mỗi người đều để lại dấu ấn riêng, trong đó thủ môn Kim Thanh là một trong những cái tên nổi bật nhất. Tình huống cản phá cú đá penalty của huyền thoại bóng đá Mỹ Alex Morgan đã giúp hình ảnh Kim Thanh xuất hiện trên hàng loạt tờ báo quốc tế. Nhưng không chỉ có quả penalty, vai trò của Kim Thanh còn được nhắc đến nhiều khi tuyển nữ Việt Nam phải đối mặt với những chân sút vượt trội về mặt thể hình. Theo thống kê từ SofaScore, Kim Thanh đang là thủ môn đứng đầu World Cup về số tình huống tranh bóng trên không thắng lợi. Trong trận gặp tuyển Mỹ, Kim Thanh giành chiến thắng trong cả 5 pha tranh bóng bổng với cầu thủ đội bạn, đạt tỷ lệ 100%. Khắc phục chênh lệch về mặt chiều cao là bài toán không hề đơn giản. Thủ môn Kim Thanh với lợi thế đôi tay chính là phương án giải quyết hữu hiệu mà tuyển nữ Việt Nam đang có. Để có được màn trình diễn ấn tượng trước tuyển Mỹ, bản thân thủ thành quê Long An cũng từng phải trải qua nhiều trận đấu vô cùng khó khăn tại Asian Cup hay SEA Games gặp Philippines để rút ra những bài học kinh nghiệm. Nhiều trang báo nổi tiếng như Fox Sports Mỹ hay Star New Zealand đều ghi nhận sự hiệu quả trong những pha băng ra của Kim Thanh. Tình huống điển hình nhất diễn ra ở phút 66 trận đấu giữa Việt Nam và Mỹ. Quả tạt từ cánh phải của cầu thủ Mỹ vượt qua toàn bộ hàng thủ tuyển nữ Việt Nam và đưa bóng hướng đến vị trí Lindsay Horan đang chờ sẵn. Nhưng ngay trước khi Lindsay Horan có thể thực hiện cú đánh đầu, giới chuyên môn dự báo, hai trận đấu tiếp theo đội tuyển nữ Việt Nam sẽ vẫn phải trải qua nhiều tình huống tương tự. Hai đội tuyển Bồ Đào Nha và Hà Lan đều sở hữu những cầu thủ có khả năng không chiến tốt và sẵn sàng tận dụng bóng bổng nhằm tìm kiếm bàn thắng. Thử thách lớn còn ở phía trước, hy vọng Kim Thanh cũng như hàng thủ tuyển nữ Việt Nam với sự tự tin có được sau trận ra quân sẽ thi đấu ngày càng chắc chắn hơn để hoàn thành mục tiêu mang về điểm số đầu tiên tại đấu trường World Cup.